Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cái thuế 19% hay 20% đó, hay là 1/5 lợi tức, đó là thuế đến từ Đức Chúa Trời qua ông Joseph, đã lập thuế tại Ai Cập từ 3.000 năm trước. Bởi vậy cho nên, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta đang có cái gì? Amen. Có một bài báo vừa rồi tôi mới đọc, mới hiểu ra một điều: sự giàu có lại không phải là tiền bạc. Một vị tỷ phú giám đốc điều hành tập đoàn Pimco, Mohamed Al-Aryan, đã từ chức vì con gái. Ông quyết định từ chức vào tháng 5 năm 2013 và làm cả thế giới tài chính choáng váng. Nó là gây ra rất nhiều cuộc tranh luận vì lý do tại sao ông lại từ chối sự nghiệp đang lên đỉnh cao. Mới đây, sau hơn một năm, ông tiết lộ quyết định của mình như sau: khoảng một năm trước, tôi nhắc nhiều lần con gái tôi 10 tuổi làm một việc gì đó, hình như là đánh răng thì phải nhưng không được. Tôi nhắc nhở cô bé rằng nó nên trả lời tôi ngay lập tức và tôi sẽ không phải nói đi nói lại nhiều lần như thế. Qua giọng nói của tôi, con bé hẳn phải biết lúc đó tôi rất là nghiêm túc. Vị tỷ phú từ chức này nhớ lại, cô bé bảo tôi chờ một lúc. Nó đi vào phòng và bước ra với một mảnh giấy. Con bé đã viết một danh sách những sự kiện quan trọng của mình mà tôi đã bỏ lỡ vì bận việc. Danh sách đó có 22 mục. Từ ngày đầu tiên con bé đến trường, trận bóng đá đầu tiên, buổi họp phụ huynh đầu tiên, tôi cảm thấy thật khủng khiếp và bối rối. Với mỗi một sự kiện của con bé đưa ra, tôi đều có lý do để bỏ lỡ, như đi công tác, như có cuộc họp quan trọng, như cuộc điện thoại khẩn cấp, như công việc đột ngột. Và ông nói tiếp, tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng, làm tổn thương tới mối quan hệ đặc biệt với con gái. Tôi đã không đủ thời gian cho con, bởi vậy cho nên tôi từ chức vì con gái của tôi quý hơn tỷ phú. Con gái của tôi quan trọng hơn đống tài sản mà tôi đang có. Bạn có đứa con. Tôi rất nhiều lần bị cái tiềm thức cũ của tôi xử sự với con của tôi một cách rất là nghiêm khắc. Nhưng mỗi một lần như vậy, vợ tôi lại nhắc nhở: anh ơi, mối quan hệ của anh với con phải thay đổi. Cách anh nói chuyện với con không có tình bạn trong đó, luôn luôn một chiều quát nạt từ trên xuống. Tôi cố gắng kìm những cái giọng của tôi, với là cái đã nhiễm vào tế bào đó, nó làm ảnh hưởng tới mối quan hệ. Bạn ơi, bản thân tôi và bạn, chúng ta cùng nhau thay đổi. Xin Chúa giúp cho những tấm gương. Con người quan trọng hơn tài sản. Bạn có thể về với Chúa không mang theo được tài sản của bạn, những linh hồn mà bạn đã tạo ra cho nước trời, những đứa con mà nhờ cuộc sống của bạn đã được tin Chúa Giêsu, nó sẽ đi cùng bạn. Con của bạn giá trị hơn mọi sự. Vợ của bạn giá trị hơn mọi sự. Người bạn của bạn đang ngồi bên cạnh ở hàng ghế này giá trị hơn mọi điều. Giá trị hơn cả tòa nhà chúng ta đang có. Giá trị hơn cả cái bureau mà sắp tới bạn đang có, nó dù đẹp đến mức nào hơn chăng nữa. Nhưng con người luôn quý trọng hơn mọi sự. Amen. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên hãy đánh giá khi chưa muộn. Hãy biết đánh giá nó khi chưa muộn. Đừng để cho tới khi những điều chúng ta đang sở hữu mất rồi mới đánh giá được nó quý. Con người chúng ta thường chỉ khi quý lúc đó đánh mất. Lúc đó mất rồi mới thấy quý. Thôi chúng ta hãy cùng nhau quý nó trước khi nó rời khỏi chúng ta. Để mà bạn không đánh mất những đồ quý đó, hãy đánh giá nó ngay từ bây giờ. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta cùng nhau học sự khôn ngoan. Amen. Bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Đề tài của nó là sức mạnh của lời hứa nguyện. Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới của sự lừa dối. Dường như là những lời hứa mà chúng ta nói ra miệng, nó không có trọng lượng để mà giữ nó. Thi thiên mà tôi đã đọc lúc ban đầu trước khi vào cầu nguyện đó, khi người đã hứa nguyện dù có bị thiệt hại thì không bao giờ đổi rời. Lời hứa nguyện bây giờ người ta có thể quên đi rất là dễ. Người ta lấy cớ này cớ kia để biện minh cho cái việc chúng ta không làm. Đứng trước khi ký giấy kết hôn với nhau, họ không dám hứa, họ không dám nói, hoặc họ hứa đại. Bởi vậy cho nên họ cảm nhận rằng cái lời ra miệng của họ không hề có quyền. Nhưng 2000 năm trước,
hoặc nhiều hơn nữa. Kinh Thánh dạy chúng ta ở trong lời hứa đó có quyền. Và ngày hôm nay đề tài mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, sức mạnh của lời hứa nguyện nó quan trọng như thế nào, để khi bạn trước khi hứa một điều gì, hãy suy nghĩ, hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình có đủ sức để trả giá cho điều mình đã hứa đó. Khi bạn làm kết hôn với một cô gái làm vợ của mình, hãy xin Chúa cho con sống trọn đời với con người này, dù khổ hay lúc giàu, dù lúc xinh đẹp hay lúc cô xấu xí, dù lúc khỏe mạnh hay là lúc ốm yếu, thì con chung thủy tới trọn đời. Và khi bạn quyết định lời như vậy trong lời hứa nguyện, thì bạn nhìn thấy cái lời hứa của bạn đã hứa đó, và cái tấm lòng của bạn thực hiện lời hứa nguyện đó, nó quay trở lại phục vụ chính bạn. Thi Thiên 50 đã minh họa rõ nét hơn cho chúng ta lời hứa nguyện và quyền năng của nó. Lời Kinh Thánh Chúa nhắc chúng ta rất nhiều lần lời cầu nguyện. Chúng ta biết có hai loại cầu nguyện. Một loại cầu nguyện với Chúa, không được Chúa nhậm lời. Bạn thử biết vì sao không được Chúa nhậm. Cầu nguyện sai ý muốn Đức Chúa Trời. Bạn cầu nguyện cho ông hàng xóm bị tai nạn ô tô, hoặc bạn cầu nguyện cho người bán hàng bên cạnh không bán được hàng. Cái đó là lời cầu nguyện 1000 năm sau nó không bao giờ được thực hiện, bởi vì bạn đang làm hại cho người lân cận. Bạn cầu xin cho vợ của hàng xóm trở thành vợ của bạn, hay bạn cầu xin Chúa cho chiếc ô tô của người đang chạy kia, BMW là của bạn. Tất cả những lời cầu nguyện như vậy theo tư dục xấu không bao giờ được nhầm. Một điều tiếp theo, có nhiều lời cầu nguyện mà nó vượt quá cái mức chịu đựng của bạn, Chúa cũng không ban cho. Bạn nói rằng, Chúa ơi, tại sao Ngài không cho con 1 triệu euro đi? Chúa nói rằng cầu xin điều gì cũng được mà. Có lần tôi giảng, có một anh đứng dậy giơ tay, cho tôi hỏi mục sư câu hỏi được không? Bảo, mời anh. Anh đứng dậy nói rằng, anh bên tiệm khắc, mục sư ơi, tại sao tôi xin Chúa 1 triệu, Chúa không cho? Mục sư giảng rằng, cầu xin gì cũng được mà, tại sao tôi xin 1 triệu mà không cho? Tôi nói rằng, riêng anh Chúa không cho. Bảo, tại sao? Anh mà nhận được 1 triệu đi casino ngay. Cả hội nhìn mà đúng thấy. Đúng ở đây, nó chỉ pip pip chứ không phải đi casino. Pip pip bấm pip 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 pip. Chúa, đối với Ngài, 1 triệu cho bạn không phải là khó. Nhưng vì Ngài yêu bạn hơn cả sự giàu có đó, cho nên vì linh hồn của bạn, vì hạnh phúc với vợ của bạn, mà Chúa chưa thể cho bạn 1 triệu được. Mọi người hiểu không? Vì thành công của linh hồn bạn quan trọng hơn thành công trong cuộc đời này. Bạn mà thành công, bạn sẽ kiêu ngạo. Bạn mà nhiều tiền, bạn sẽ phè phớn và bồ này bồ kia. Bởi vậy cho nên Chúa muốn cho chúng ta được thay đổi. Loại cầu nguyện thứ nhất không được nhầm. Loại cầu nguyện thứ hai, Chúa nhầm lời. Lời Kinh Thánh chép rằng có nhiều lời cầu nguyện phải có đức tin, nhiều lời cầu nguyện phải nhân danh Chúa Giêsu, lời cầu nguyện phải hiệp tâm lại, thuận ý hai người dưới đất cầu xin bất cứ điều gì Cha ta sẽ làm cho. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói cho bạn biết sức mạnh của lời cầu nguyện với hứa nguyện. Thi Thiên, tác giả Thi Thiên Asaph có viết như sau này: hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao, thì trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Mọi người thấy không? Tác giả Thi Thiên nói rằng đầu tiên hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, hãy tôn vinh Ngài là một của lễ. Điều tiếp theo, bạn hãy nhớ lại xem những điều gì bạn đã hứa với Chúa. Bạn có lần bạn cầu nguyện, Chúa ơi, nếu mà Chúa mà chưa lành cho con cái đây thì con sẽ làm điều này cho Chúa này. Tôi nói lắp nặng lắm, nói ngọc rất là nặng. Bố tôi đã từng dạy lấy cái tâm đè vào cái lưỡi này nè, để mà nói chữ L với chữ N, chứ cứ giảng mà cứ đứng đứng nào nặng nùng thế kia thì ai người ta hiểu được. Uốn lưỡi để tập nói phát âm cho chính xác. Tôi nói lắp và dặn ra không được chữ R. Mọi người biết, đã có lần tôi hứa nguyện với Chúa, Chúa ơi, là mục sư 2 năm trời mà vẫn bị nói lắp nha. Đứng trên bục giảng này dặn ra đó, xấu hổ lắm anh chị em. Phải dặn cái từ đó, từ quan trọng nó phải dặn ra, mà dặn mãi không ra, nó lại mắc đúng chữ giờ, mà giờ đó lại có tên Giêsu nữa chứ. Cái danh Giêsu thì không thể mà nói Ê-xu được.
năm 97, cuối năm 96 tôi nói: Chúa ơi, một người giảng tin lành mà không nói lắp, với một người giảng tin lành nói lắp thì kẻ nào mang lại hiệu quả cao hơn? Chúa ơi, hãy chữa lành cho con nói lắp. Con hứa với Chúa rằng miệng này sẽ rao giảng danh của Ngài. Và mỗi một lần người nào nói rằng: ô, mục sư giảng hay đấy, thì con sẽ nói cho biết rằng tôi đã từng là kẻ nói lắp và nói ngọng. Nhá. Giáo ước như vậy đấy. Và cảm ơn Chúa, tôi nhớ không chính xác vào ngày nào tôi hết nói lắp, nhưng vào cỡ tháng 3 tôi bắt đầu giảng, thấy lưỡi nó trơn tru. Và người ta nói rằng không lắp nữa. Tôi bảo: ừ, hình như không lắp nữa rồi. Không biết thời gian nào là hoàn toàn, nhưng điều đó đã xảy ra. Lời cầu nguyện với hứa nguyện, lời cầu nguyện với hứa nguyện. Thầy ra xin Chúa tha là lắp cho lại. Nếu như kiêu ngạo với những điều gì mà Chúa ban ơn cho mình. Lời của Thi Thiên nói rằng hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện. Thế nên mỗi một lần ai viết thư, mỗi một lần ai nói về giảng hay, lập tức khoảng lúc đó quên, thì lập tức tôi gọi điện thoại nói: không, tôi đã từng là kẻ nói lắp và nói ngọng. Hãy trả sự hứa nguyện cho Đấng Chí Cao trong ngày giáng chân. Lúc đó hãy kêu cầu danh của Ngài, thì Chúa nói rằng: ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Ồ, anh chị em ơi, câu kinh thánh vừa rồi đã làm cho một số người bừng tỉnh đấy. Ồ, tôi hứa câu này, tôi hứa cái này mà vẫn chưa làm xong. Ồ, tôi quên mất rồi. Bạn ơi, đừng buồn, chưa muộn đâu. Sự thức tỉnh này rất là kịp lúc cho bạn. Hãy ghi lại những điều gì bạn đã hứa. Và đừng quên, bắt đầu từ buổi chiều này, hãy lập chương trình trả lại cho Ngài điều bạn đã hứa nguyện. Amen. Một thí dụ thứ hai là Jonah. Ông này được Chúa kêu gọi tới thành Ninive, là một đế quốc thời bây giờ giàu có và văn minh. Nó có cỡ như New York hay là Washington của Mỹ bây giờ vậy. Và ông là một người trong một nước bị thuộc địa, bị đàn áp bởi đế quốc Ninive. Và bây giờ Chúa gọi một con người trong nước thuộc địa đó sang bên Ninive để giao truyền một sứ điệp. Ông nhất định không muốn đi, vì nếu ông tới giao truyền, người ta sẽ ăn năn và nước đó sẽ được cứu. Ông nói rằng nhất định không đi, nhưng đi đường khác. Ông ấy đi tìm đường để nghỉ mát. Ông tới một cái thuyền, và trong khi đi trốn thì bão tố nổi lên. Cuối cùng người ta tìm cách, và ông nói rằng hãy vứt tôi xuống biển thì biển sẽ không còn bão nữa. Người ta vứt ông xuống biển, một con cá kình há miệng đớp Jonah vào bụng của mình. 3 ngày lọ mọ ở trong nơi không có bóng điện. Ông ấy suy nghĩ, và cuối cùng ông ấy thốt lên được một lời cầu nguyện như sau. Không phải Joshua, Jonah. Đây là người Việt Nam Đức. Jonah. Chắc là mục sư viết không được chính xác, thành ra con đọc thành Joshua. Ok, Jonah tôi dở ra để cùng nhau đọc. Câu kinh thánh này không thể bỏ qua được. Anh chị sẵn sàng chưa? Quay sang người lân cận nói rằng lời này dành cho bạn đấy. Hallelujah. Jonah. Con đã tìm được Jonah chưa? Ok, bây giờ mục sư tìm được rồi nè. Câu số 10. Đây là câu số 11. Ông Jonah trong bụng cá cầu nguyện như sau: tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Câu 11. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mở Jonah ra trên đất khô. Và khi Jonah rũ tất cả những rơm rác, tất cả những chất nhọn ở trong da dày của cá, ông quật mắt phát hiện ra, đây lại là Ninive. Không cần visa, không cần tiền máy bay, mà cá kinh lập tức phải bơi hàng nghìn km, bơi đúng cái đất mà Jonah cần phải tới. Vì sao cá phải mở ra? Bởi vì tác giả Thi Thiên nói rằng khi tôi trả xong sự hứa nguyện với Ngài, thì trong kỳ gian truân, khi kêu cầu Ngài, Chúa sẽ giải cứu. Và Jonah đã nhìn thấy sự giải cứu của Ngài. Và ngày hôm nay bạn hãy cùng tôi xem xét lại, chúng ta đã
được hứa với Chúa điều gì. Tôi không nói là đã bị hứa hay đã chót hứa nhá, mà đã được hứa, vì hứa với Chúa là một vinh dự đối với bạn. Chúng ta cùng nhau ghi ra và thực hiện lời hứa đó, chắc chắn Chúa Ngài sẽ làm. Bạn nói ra, ôi mục sư ơi, nhưng mà tại sao thì Chúa cứ phải là trả lời khi mình hứa nguyện nhỉ? Bạn ơi, dường như chính Ngài là đấng thành tín, trên Ngài rất muốn dạy chúng ta thành tín trong lời nói. Khi chúng ta được ràng buộc trong lời hứa nào đó, bạn sẽ có trách nhiệm nhiều hơn. Giao ước vợ chồng khi bạn ký giấy kết hôn với người khác là bạn đang bước vào trong một cái giao ước. Bạn phải buộc mình vào trong giao ước đó và hãy trung thành cho tới chết trong giao ước đó. Chúa là đấng như vậy và Ngài muốn tôi và bạn cũng như vậy. Amen. Amen. Jonah đã nói con trả sự hứa nguyện cho Ngài. Và khi ông nói trả sự hứa nguyện hay là con sẽ trả sự đã hứa nguyện với Ngài, lập tức Chúa phán với cá và sự khó khăn đang đè bạn, đang giam bạn phun bạn ra. Bạn đến đúng cái nơi mà bạn cần phải thực hiện lời hứa đó. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Một nhân vật tiếp theo là Jacob. Jonah và Asaph là con người mà hứa với Chúa Ngài phép lạ sau đó sẽ trả. Còn Jacob là một con người khác. Trong khi ông bỏ chạy khỏi gia đình, mất nhà, mất cửa, mất tương lai, chạy khỏi người anh của mình đang tìm cách giết là Esau, ông chạy như vậy một đoạn đường từ nhà của ông tới ông ngoại của mình rất là xa, khoảng gần 1.000 km đường sa mạc. Hai con cháu chúng ta là Yến và Thăng đã hạ cánh xuống Berlin, đang trên đường trở về đây để kịp buổi nhóm, có thể đến kịp được. Ở sa mạc nóng lắm, buổi tối thì mặt trăng soi lạnh, có thể chết vì lạnh được. Bò cạp rắn rết ở sa mạc nhiều. Ban ngày trời nắng như vậy, nóng sa mạc kinh hoàng, có thể giết chết bởi nắng. Jacob phải chạy một khoảng đường gần 1.000 km, không ô tô, không máy bay, chạy bò. Thành ra nguy hiểm đang rình rập, chưa nói đến trộm cướp. Buổi tối nọ, ông nằm ngủ tại một cái mẩu đất. Sách Sáng Thế Ký 28. Ông gối đầu trên cái bục đá đó, nằm ngủ. Ông nhìn thấy một giấc chiêm bao. Một cái thang từ trời đi xuống, thiên sứ đi lên đi xuống. Ông bừng tỉnh dậy. Ông lấy cái chu đá, đổ dầu sức lên. Và câu chuyện kể lại, người dậy sớm sau khi ngủ nằm mơ. Đây là một con người không tương lai nhá, hãy chú ý này. Không tương lai, không giấy tờ, không nơi nhận, không công ăn việc làm, chưa vợ, chưa con, tính mạng đang bị đe dọa. Ông thức dậy, lấy hòn đá của mình, đá gối đầu, dựng lên là một cây trụ, có nghĩa là một cái cột. Ông lấy dầu, đổ lên cái cột đó, và đặt tên nó là Bê-tên, còn là đèn nhà của Đức Chúa Trời. Đặt tên đó là Bê-tên, còn nguyên khi trước tên thành Lucifer. Tiếp theo, Jacob bắt đầu khấn nguyện này. Lời hứa nguyện của Jacob, hãy lắng nghe này, hơi tất cả những con người ngồi tại đây này, hãy học tập tấm gương của Jacob. Jacob bèn khấn nguyện như sau: nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, giữ gìn tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, kinh hâm, cướp dọc đường, rắn bò cạp có thể cắn chết tôi, đói có thể chết, nước uống có thể không có mà chết khô. Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, nếu tôi trở về bình an đến nhà cha của tôi, có người quay trở về đấy, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Hòn đá đã dùng làm trụ đây sẽ làm đền cho Đức Chúa Trời, và tôi sẽ lộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Khôn ông, cực khôn. Đây là một con người cực kỳ khôn ngoan, giống như ông Lê Hoàng Vương vừa rồi vậy. Ông không có cái đồng nào, không một đồng tư tính dính túi, không một người bảo vệ, tính mạng bị đe dọa, bò cạp có thể cắn chết, chuột có thể cắn chết ông nữa. Thế mà ông dám nói với Chúa rằng con với Chúa làm một cái hợp đồng. Hợp đồng rất có lợi cho Ngài đấy nhá. Bây giờ con sẽ đi tới nhà ông của con bên ngoài khoảng gần 1.000 km, nếu Chúa bảo vệ con không bị giết chết này, không bị chết đói này, không bị chết khát này, không bị chết lạnh này, không bị chết nóng này, mà lại
lấy được vợ này, rồi lại buôn bán sầm uất này, rồi sau đó con quay trở về đất hứa này, là nơi con vừa phải bỏ đi đấy, an toàn mà lại giàu có, hạnh phúc. Thì hứa với Ngài, một, Ngài là Đức Chúa Trời của con, hay không? Hai, con 9 phần, Ngài 1 phần. Đúng là sao có tổ phụ của người Do Thái rất là khôn ngoan. Và Đức Chúa Trời ở trên nói, yes, ta chỉ ước ao con làm điều đó thôi con ơi. Ta là cha nhân từ yêu thương con mà. Ta ước ao con giữ lời hứa con ạ. 21 năm sau, bằng đúng thời điểm mà tôi hầu việc Chúa, từ năm 94 cho tới nay, câu 31, trên đường Jacob chạy trở về nhà cha của mình, bị chú hay là bố vợ của mình bây giờ đã đuổi theo, trước mặt thế sau kéo 300 quân tới để diệt. Nghe tin Jacob trở về, lập tức đón đường oánh, đằng sau thì bố vợ tấn công, đằng trước thì em anh trai của mình tiến thoái lưỡng nan. Ông ấy cầu nguyện và lời Chúa nói với ông như sau này: ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên. 21 năm trước nhá, 20 năm Jacob ở với bố vợ của mình, 7 năm để lấy cô thứ nhất, 7 năm sau cày để lấy cô thứ hai, còn 6 năm tiếp theo mới chỉ để làm cho mình có tài sản riêng, mới thoát được. 21 năm quay trở lại, Chúa vẫn còn nhớ lời của Jacob đã nói, người đặt tên cho nó là Bê-tên, ta nhớ cái tên Bê-tên đó. Dù ngươi có quên, nhưng ta vẫn nhớ, ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên. Kinh thị người hứa nguyện 21 năm trước, ta đã nghe, ta vẫn còn nhớ lời đó. Và cái phước mà ngươi đang có bây giờ đây này, là điều mà chứng tỏ cho ngươi biết ta đi theo lời hứa nguyện của ngươi. Tức là nơi ngươi đã thoa dầu trên cái đầu trụ cột và đã hứa nguyện với ta. Bây giờ hãy đứng dậy, ra khỏi xứ bày và trở về xứ của bà con người. Kinh không anh chị em? 21 năm bạn và tôi đã hứa một điều gì với Chúa 5 năm trước, 6 năm trước, 3 tháng trước, 4 năm trước, 10 năm trước, bạn quên và tôi quên, nhưng Chúa không quên. Phải chăng lúc này là lúc chúng ta cần phải đến với Chúa cầu nguyện, Chúa ơi, những điều nào mà con đã chót hứa với Ngài, hoặc là con đã được hứa với Ngài, con đã làm hợp đồng với Ngài mà quên, hãy nhắc con đi Chúa ơi, hãy nhắc con đi Chúa ơi, để con trả cho xong những lời hứa nguyện đó. Và trong kỳ gian truân, khi kêu cầu Chúa đáp lời, Jacob đã hứa với Chúa trước đó, nếu mà Ngài bảo vệ con, ban phước cho con được giàu có, trở về bình an và hạnh phúc, thì Ngài là Đức Chúa Trời của con, và con sẽ dâng 1/10 cho Ngài. Hợp đồng luôn có lời cho bạn. Amen. Amen anh chị em. Người thứ hai là Anne. Samuel 1. Người Do Thái khi vô sinh, đó là một sự rủa xả. Đối với họ không đẻ được, đó là một sự đau khổ của người phụ nữ. Dường như là một mảnh vườn mà không thể ra bông trái vậy. Ông chồng của bà có 2 vợ, bà là vợ cả, chắc là vì không đẻ được mới lấy cô vợ hai. Cô vợ hai thì son đô son. Thành ra mỗi một lần ăn cơm, người vợ thứ hai lại tìm cách để khích bác bà Anna. Thế mà không được. Dù được chồng yêu hơn tôi thì bà vẫn không có con, không có đứa nối dõi, khổ chưa, đồ rủa xả. Người đàn bà này Anne rất là buồn, sầu khổ lắm. Ông mặc dù ông chồng an ủi bà nhiều lần, anh em ơi, anh yêu em, anh đáng giá bằng 10 đứa con cho em cơ. Nhưng lời an ủi đó đâu có thấm được vào lòng của bà Anne. Bà biết người Do Thái cần dòng dõi, mà bây giờ mình không có con, đó là một sự khổ hạnh. Thành ra bà đã đến với Chúa cầu nguyện. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Tiếp theo, nàng hứa nguyện rằng: ôi Đức Giê-hô-va vạn quân ơi, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì con sẽ phú dâng nó trọn đời cho Ngài,
và dao cào sẽ chẳng đưa ngang qua đầu đó. Đứa con mà được dâng cho Chúa bên Do Thái là không cắt tóc, để tóc dài và râu dài. Bà Anne khôn ngoan không? Bà đã không đẻ và bị bệnh vô sinh bao nhiêu chục năm rồi. Thế mà bây giờ bà đã đến với Chúa và nói rằng: Giê-xu ơi, xin lỗi, chưa có Giê-xu, Giê-xu ơi, dân sự đang cần một người quản trị lãnh đạo, dân sự đang cần một thầy tế lễ và một đấng tiên tri, con thì lại cần đứa con trai. Dân Do Thái cần một nhà lãnh đạo, con thì lại cần một đứa con trai. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm hợp đồng nhé. Hợp đồng như sau: cho con trai. Sao lại tên lửa bắn ở bầm thế kia? Ngài cho con trai, con dâng nó cho Ngài, hay không? Ngài cho con đứa con trai, con dâng con trai đó cho Ngài để hầu việc Ngài. Tiếp theo, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Anne. Một năm sau, bà đẻ một cậu con trai đặt tên là Samuel. Khi dứt sữa, bà mang con tới dâng cho Đức Giê-hô-va. Samuel đã trở thành đấng tiên tri của dân Do Thái mà đã sức giàu cho David làm vua đó. Samuel đã trở thành quan xét của dân Do Thái, có nghĩa là vị lãnh đạo của dân Do Thái thời bấy giờ, cho tới khi David xuất hiện, Saul xuất hiện. Samuel trở thành đấng tiên tri mà bất cứ lời nói nào ra từ miệng của ông không quay trở lại một cách vô ích. Một lúc kiêm ba chức vụ, nhưng quay trở lại bà Anne khi dâng con rồi. Câu tiếp theo, sau khi đẻ con, 31 câu 13, xin lỗi, không phải 31 câu, đoạn 2 câu 20-21, đoạn 2 câu 20-21, 2, xin lỗi, đoạn 2 câu 20-21, ok, nhưng không phải, mục sư nhầm rồi, hay nói một lần cần rằng mục sư nhầm, nói thêm câu nữa, Chúa không nhầm, đó là con người. Con người như vậy đấy, chắc là ngồi ngoài kia ghi lại, ngoài xe ô tô lạnh quá run. Nhầm. Samuel 1, kết quả, lời Chúa nói rằng khi bà dâng con xong. Samuel 1 đoạn 2, câu 20-21, mục sư không nhầm. Heli chúc phước cho Elkana và vợ người rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này để đổi lấy đứa mà Ngài đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Vợ chồng bèn trở về nhà mình. Câu 21, Đức Giê-hô-va đoái xem Anne, nàng thọ thai và sinh ba con trai, thêm hai con gái, còn gã trai trẻ Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, có nghĩa là bà có 6 đứa con. Lời hợp đồng với Chúa đã thành công. Trong khi già tuổi, tôi không biết bà cỡ bao nhiêu, cứ cho bà cỡ 80 đi, 80 tuổi không đẻ được con, nói rằng, đây là tôi nói để cho nó kinh hoàng hơn. Chúa cho con một thằng con trai, con dâng nó cho Ngài. Sau đó bà đẻ tiếp nữa. Bạn có thể giống như Jacob, bạn có thể giống như Anne, làm một lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Kẻ đang đứng trước mặt bạn đấy trở thành con người tin Chúa là nhờ lời hứa nguyện đó. Tôi không tin Chúa Giê-xu. Đối với tôi thời bấy giờ, đạo của Chúa là một cái gì đó vớ vẩn. Mẹ tôi thờ quá nhiều thần tượng. Thành ra đối với tôi, tôn giáo chỉ là liều thuốc phiện, như các Marx đã nói. Đối với tôi, tôn giáo chỉ là sản phẩm của tư tưởng con người, như các Marx đã nói vậy. Thành ra khi mẹ nuôi của tôi nói về Giê-xu, đối với tôi là một cái vớ vẩn. Tôi tin vào tuổi trẻ, tôi tin vào khả năng, tôi tin vào tiền tôi đang có và ngôn ngữ tôi đang có. Thành ra tôi không cần đạo. Tôi yêu bà và bà yêu tôi. Bà là một người mẹ 7 đứa con, người Ukraine bây giờ đang có nội chiến vậy. Bà nói cho tôi về Giê-xu, tôi bỏ ngoài tai. 2 năm trời tôi cười cợt và khinh bỉ. Có nhiều khi vâng vâng dạ dạ như vậy, nhưng sau lưng bà cho tôi quyển Thánh Kinh đọc được 2 trang, tôi ném xuống dưới gầm giường. Không dành cho tôi. Không bao giờ để cho ai tát má phải, đưa thép má kia cho họ tát luôn. Tôi không phải loại người yếu như vậy. Tôi đã ném nó xuống gầm giường khi đọc phải câu đó. Và cứ tiếp theo như vậy cho tới một ngày, tôi đã đến thử cái đấng mà tôi đang thờ phượng bây giờ đây này. Quỳ gối năm 1992 vào cuối tháng 4, tôi quỳ gối trong căn phòng tại Ukraine mà mẹ tôi cho hưởng tại đó. Quỳ gối xuống và nói rằng: Giê-xu, tôi biết ông không có thật,
ông chỉ cho chuyện cổ tích hay hoạn đường, người ta dựng ông lên thôi. Vì sao có lời cầu nguyện đó? Bởi vì trước đó một tuần, gần một tuần tôi đã tin Chúa giả vờ. Ngày lễ phục sinh tôi lên trên hội thánh, trả vờ tin Chúa cho mẹ tôi vui. Tôi cũng mở miệng tin nhận Chúa Giêsu. Sau đó 3 ngày, tôi cảm nhận rằng tôi xấu xa quá. Tại sao lại lừa đảo mẹ của mình? Lừa ai thì lừa, sao lại lừa mẹ của mình? Thành ra cần phải quyết định, tìm hiểu bằng được Giêsu có thật sống lại hay không. Nếu sống lại từ cõi chết thì phải tin theo ông đó. Tìm ai bây giờ mạnh như ông? Còn nếu như đó là chuyện vớ vẩn thì mẹ rê nha của mình đang bị lừa. Yêu mẹ phải cứu mẹ ra cái đảo lừa đảo này. Bởi vậy cho nên đã khiến tôi quỳ gối, bất chấp sự tin Chúa giả vờ cách đây gần một tuần, chính xác là 3 ngày trước đó. Tôi quỳ gối và nói: Giêsu, tôi biết ông không có thật. Không phải nói bằng tiếng Việt nha, vì tôi không biết cầu nguyện bằng tiếng Việt lúc bây giờ. 2 năm chỉ đến hội thánh người Nga. Thành ra tôi thậm chí không biết Giêsu Christ tiếng Việt là cái gì nữa cả. Thành ra về sau này khi tin Chúa được nửa năm rồi, tôi với một người công giáo cãi lộn nhau liên tục, cứ Kitô với Christ là hai cái tiếng khác nhau. Tôi đâu biết rằng Kitô là người ta chuyển từ Hán Việt sang, còn Christ là bệ từ cái tiếng gốc sang, hay là cơ đốc Christ Kitô là một. Giêsu, tôi biết ông không có thật. Ông chỉ cho chuyện cổ tích hay hoang đường, người ta dựng ông lên thôi. Tiếng Nga có một từ eslibu, có nghĩa là điều không thể xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra thì ông đang có trong căn phòng này. Hãy trả lời tôi 3 câu hỏi. Khi ông trả lời tôi 3 câu hỏi này rồi, tôi hứa với ông rằng tôi dâng đời sống của tôi cho ông và giảng cho đến khi chết. Tất nhiên kể hết 3 câu hỏi nó lâu lắm, phải mất một bài giảng nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, 2 tuần sau câu trả lời thứ nhất, 2 tuần sau câu trả lời thứ nhất tôi nhận được tại sân vận động tại Krivorok. Tôi còn chưa thể tin nổi, tôi nghĩ rằng là chuyện tình cờ xảy ra. Câu hỏi thứ hai, 1 tháng rưỡi sau tại Moscow, khi Chúa nói với tôi rằng ta không những chỉ cho ngươi 1 quyển thánh kinh mà 3.000 quyển thánh kinh đến đó mà lấy. Đó là câu hỏi thứ hai của tôi. Tôi cần 1 quyển kinh thánh Tân Ước bằng tiếng Việt để hiểu về ông. Xin mãi không được, tôi than trách tại sao không cho tôi 1 quyển. Chúa nói với tôi bảo có lỗ tai này, tại cái khách sạn mà 4 tòa nhà xây cho Olympic năm 80 đó, nói vào tai tôi: con trai của ta, ta cho con không phải chỉ 1 cuốn nhưng 3.000 cuốn thánh kinh. Tôi đã đến nhận 3.000 cuốn thánh kinh tiếng Việt mà người Nga đó tưởng rằng tiếng Trung, tưởng là tiếng Anh. Họ nghĩ rằng tiếng Việt là tiếng giống như tiếng Trung Quốc xếp xếp cả. Đây là chữ cái Latin, họ tưởng là tiếng Anh. 3.000 cuốn nằm đó đợi tôi. Tôi vác mấy chục quyển đó trên vai, vừa đi vừa khóc, nói rằng: Chúa ơi, con không cần hỏi câu hỏi thứ ba nữa. Ngài là đấng sống, là Đức Chúa Trời của con rồi, giống như Gia-cốp vậy. Tôi đã nói Giê-xu là Đức Chúa Trời của tôi. Tôi đã bắt đầu nhận đống thánh kinh đó đi phát cho các chợ tại Moscow cho người Việt Nam và giao truyền danh của Chúa cho tới ngày hôm nay. Cuối tháng 7 năm 1992, Trần Mạnh Hùng đã nhận được câu trả lời thứ hai từ Chúa. Và cho tới nay đã là hơn 22 năm đi theo Chúa Giêsu rồi. Bạn ơi, lời cầu nguyện bởi hứa nguyện là như vậy đó. Nếu trả lời tôi 3 câu hỏi, tôi nhận được, tôi sẽ hầu việc ông. Lời cầu nguyện dường như trong cuộc đời của tôi 20 năm hầu việc Chúa, 22 năm tin Chúa, tôi chỉ có 4 lần. Tôi chỉ có 4 lần cầu nguyện với lời hứa nguyện như vậy. Lần thứ nhất, đó là hồi chưa tin Chúa đấy. Một lần nữa, năm 1999 vào tháng 2, tôi đang mắc một khoản nợ. Mà không phải vì nợ là do tôi làm. Tôi vay một người trong hội thánh, lại cho một anh khác để mang về Việt Nam mua vé, để anh ấy hứa rằng bán nhà tại Việt Nam anh sẽ giang trả nợ sau 1 tháng. Tôi bảo thôi đừng 1 tháng, bán nhà mà 1 tháng thì không ăn thua đâu. Anh hứa với tôi 2 tháng đi. Anh nói rằng: mục sư đừng sợ, tôi phải sang trước 1 tháng vì vợ tôi đã chữa rồi. Một tháng sau là phải đẻ thôi, thế nên tôi phải sang với vợ tôi chứ. Tôi bảo ok, tôi thì không có tiền, lương tôi còn ăn chưa đủ. Tôi sẽ nói chuyện một người thương gia trong hội thánh, lấy tiền của người đó 900 cho anh mua vé về Việt Nam. Nhớ nhá, 2 tháng. Tôi hứa với người đó là 2 tháng. Anh 1 tháng sau cứ đưa tiền tôi giả cho người kia. Và người đó đi về Việt Nam 1 tháng, 2 tháng, rồi tháng 3, tháng 3, tháng 4, rồi tháng 5, tháng 5, tháng 6, rồi tháng 7, mà chả vẫn không thấy đâu. Vợ của anh ta, người Nga đã đẻ rồi,
không có tiền lên lại gọi điện thoại cho tôi. Thằng chồng tôi nó bỏ tôi rồi, mục sư ơi, phải giải quyết kiểu gì? Tôi tiền lương không đủ ăn, trích tiền lương của mình qua bưu điện gửi cho cô vợ đó, nói hứa với cô, tôi đã nói rồi, nó mà bỏ cô tôi sẽ về Việt Nam tìm bằng được nó và hỏi tại sao bỏ, nhưng bây giờ hãy lấy tạm tiền để tiêu nuôi con. Thành ra khi vay tiền như vậy của người khác, cái anh chàng đó lại hay chia sẻ dâng hiến giống như ông Vượng bây giờ đấy. Ông lên lấy chỉ tiền 50, kẻ nào mà thề nguyện rồi dù có hại gì cũng đừng thất hứa. Mà tiền ở đâu ra để giả nợ 900 bây giờ? Kéo dài cho đến một ngày đại hội, vị mục sư mà có một số sách viết mà trong bản sách của mình đấy, ông Biên Tiếng nói rằng tôi đang giảng bỗng nhiên có sự cảm động trong lòng rằng bạn hãy dâng một điều gì đó từ bạn mà điều bạn dường như không thể dâng được, và khi bạn dâng Chúa sẽ trả lời bạn ba điều quan trọng, hãy viết ra giấy sau đó dâng. Tôi bảo hai buổi đại hội tại đây tôi không một đồng tiền nào để dâng nữa, túi tôi nhẵn rồi, hai bữa tôi không hề ăn vì đói, vì không dám ăn, vì không có tiền, không có tiền để dâng hiến nữa, bây giờ có cái gì để mà dâng nhỉ? Tôi thì nhiều điều quá mà bây giờ tôi cần phải chụp lấy cơ hội này. Và tôi phát hiện ra cái đồng hồ mạ vàng mà một người anh em tặng tôi, bởi vì tôi không có đồng hồ giảng, hay mỗi một lần đây phải mượn một ai đó để giảng, anh tặng tôi đồng hồ cũ mạ vàng, anh nói rằng em mua hồi đó là 60 đô đấy, thế bây giờ em tặng mục sư, dùng mất 3-4 năm rồi em tặng mục sư để có đồng hồ đeo tay, có mỗi cái này là giá trị nhất. Quần của tôi thì tụt lên tụt xuống rồi, mọi người biết bụng thì nó nhỏ nha, mọi người xem Facebook nhìn cái ảnh của tôi cách đây 20 mấy năm trước, 10 mấy năm trước thì biết nó thê thảm lắm. Lão Hạc ngày xưa chắc là đi đằng sau lưng tôi xếp hàng đầu tiên, gầy lắm, 52 cân, quần tôi liên tục tụt, túm quần này túm quần kia, túm lại, thành ra hai túi sau mông thành một túi to. Tôi mới nhớ ra cái đồng hồ, vì lúc đang giơ tay như vậy để cầu xin mới lò ra cái đồng hồ, còn chiếc đồng hồ quý giá, không biết giá của nó là còn lại bao nhiêu, nhưng Chúa ơi, cái anh bạn nó nói rằng 60 đô đấy, nhưng mà cái đây 2 năm trước không biết bây giờ giá là bao nhiêu, thôi con còn tài sản duy nhất này. Tôi cầm trong tay và lấy giấy và bút chì ra viết vội ba điều cần. Mọi người biết điều gì không? Điều thứ nhất, 900 đô trả nợ. Điều thứ hai, lấy được vợ. Đầu càng ngày càng bị hỏi. Hội thánh năm 97, trước đó 2 năm rồi, nó kêu rằng mục sư ế vợ rồi, ế vợ đến nơi rồi. SOS cầu nguyện cho ông Hùng lấy được vợ. Anh chị em nhìn thôi, bây giờ tôi đẹp trai như này, nhưng ngày xưa không phải như vậy đâu. Thành ra đó, tôi ghi vào trong điều thứ hai là lấy được vợ. Và điều thứ ba sắp tới xảy ra tại Berlin đấy. Hội thánh bắt đầu được 400 người Việt Nam. Và tôi ghi xong, chạy lên trên kia, ông đứng ở trên kia sân khấu to như vậy, người ta quẳng tiền, quẳng đồ. Và tôi cũng chạy lên quẳng chiếc đồng hồ cũ. Đối với tôi lúc bây giờ giá nó mấy ngàn euro. Của anh chàng kia là chỉ có mấy chục đô la đồng hồ cũ, nhưng đối với tôi nó giá là mấy ngàn lúc bây giờ vậy. Tôi đặt nó lên trên cái sân khấu đó và quay về, bắt đầu ông ấy, bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện cho những điều chúng ta cầu xin Chúa, giống như Solomon vậy. Ngươi muốn ta làm điều gì cho ngươi? Tôi cầm mẩu giấy. Thực ra đọc thì không cần phải đọc vì thuộc lòng lắm rồi. Cầu nguyện nó bao nhiêu tháng trời vật lộn với 900 đô la làm sao mà không thuộc. Nhưng mà ông nói rằng đọc, tôi cũng đọc ra. 1, 900 đô trả nợ. 2, lấy được vợ. 3, hội thánh 400 người. Bây giờ nghe nó có vẻ dễ 400 người, nhưng hồi đó đó, hội thánh có 20, 30 vật lộn hàng 6, 7 năm mà không thể nó phát triển. Nghĩ đến 400 đã thấy bị choáng rồi. 400 thời bây giờ bằng 4.000 bây giờ mình cầu nguyện vậy. Dâng xong cầu nguyện kết thúc buổi nhóm. Đó là vào tháng 3 năm 99. Sau đó 8 tháng sau, xin lỗi, mấy tháng, 4 tháng sau, tôi bay sang Đức tại Lorelei giảng trong kỳ trại và gặp nàng. Tháng 9, tôi quay trở về Moscow. Một người ở trong người Việt Nam tại Nga được cảm động mang tới cho tôi số tiền 900. Rất nhiều người tại Nga bây giờ này cứ tưởng rằng là tôi mang tiền từ Đức về. Không phải. Người ta tưởng rằng từ Đức về. Bởi vậy cho nên khi vợ tôi sang đó, các vị nghĩ rằng là mục sư sướng rồi. Không phải.
bà Đức đẩy bà sang ấy, bà ăn về lương của tôi. Bà là học sinh, bà sang đó bà ăn lương của tôi là lương chết đói rồi, bà ăn bám vào thêm nữa là cả hai đều chết đói. Khi vợ tôi sang, cả hội thánh nói chuyện với nhau, bây giờ mục sư cũng sướng rồi, có vợ Đức rồi, tư bản dây chết thì làm sao mà không sướng. Bây giờ tiền hồi đấy còn hồi đấy bắt đầu là vẫn còn dùng D-Mark hay là euro D-Mark. Ô, bây giờ sướng rồi, bây giờ làm sao. Tôi nghe được thông tin nói chẳng nhẽ đứng trước hội thánh không sướng đâu, tôi còn đau khổ thế này nhá, đâu có tiền, cứ đâu có tiền đâu. Và cái điều gì khó khăn xảy ra cho nên một mình tôi đó, tiền ít và một mình tôi sống khổ. Thật ra có nhiều bà đấy, giống như chị Hiền bây giờ hay là người nào đó, thỉnh thoảng nấu cơm mà làm thêm một suất thơm thừa ra chút thịt kho, làm thêm ít thịt kho, hoa quả đến sách đưa cho mục sư, mục sư về ăn gái để cho nó đỡ đói, là tôi có thu nhập phụ. Từ khi cái cô công chúa nàng tiên này xuất hiện vào cuộc đời của tôi, cô thổi một cái thu nhập phụ bay mất, không ai người ta dám mang cơm thừa căn cạnh đến để đưa cho tôi nữa, bởi vì người Đức mà. Bỗng nhiên đói thêm nữa, là tôi đã nhận được 900 đó từ một người tại bên Nga và trả xong nợ vào tháng 9 năm 99, trả xong nợ. Nửa năm sau, tháng 6 năm 2000, tôi lấy được vợ. Còn 400 người trong hội thánh đang chuẩn bị. Tôi lại cứ tưởng tại bên Nga, nhưng nó lại tại Berlin bây giờ vậy. Amen. Mời anh chị em đứng dậy, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Sắp tới vào ngày Chủ nhật tới, chúng ta sẽ dâng hiến cho Bureau sắp tới với những sự hứa nguyện của mình bây giờ. Anh chị em hãy đến với Chúa cầu nguyện. Đừng bởi ép tình, đừng bởi xác thịt của mình, đừng bởi ai dụ dỗ, mà hãy đến gặp Chúa, nói Chúa ơi, hội thánh cần Bureau, mà tương lai con cần nhà riêng của con. Lắng nghe. Hội thánh cần Bureau và tòa nhà, sắp tới con cần nhà riêng. Tôi ước ao hết thảy những người tại đây đều có nhà riêng của mình, đều có nhà thật là đẹp, đều có ô tô riêng của mình. Bạn có thể dâng hiến Chủ nhật tới, cầm tiền ra tay của mình, nói Chúa ơi, con dâng số tiền này vào công việc của Chúa, nguyện Chúa hãy làm nó nảy nở và ban phước cho tài chính của con. Một sao nguyên dâng cho Đức Chúa Trời. Ba người con trai khác được sinh ra và hai con gái nữa. Hay dâng tiền bởi tấm lòng và đức tin. Tôi cầm tiền ra tay của mình và nói Chúa ơi, giống như Thị Minh đã cầm tiền và nói rằng con cần cái bằng lái xe. Con có bắt chiếc Minh đây. Tôi làm như cô Minh cô đã làm đấy, cách đây 3 tháng trước đấy. Cầm tiền, dâng tiền và nói rằng con cần bằng lái xe. Dâng tiền, cảm ơn Chúa lấy được bằng lái xe. Lần sau, cảm ơn Chúa chiếc xe ô tô. Xin Chúa ban cho con, không phải đòi hay là ăn cắp của người khác. Bà đến với Chúa cầu nguyện, Chúa giàu có, miễn là đừng có kiêu ngạo. Amen. Amen anh chị em. Cha ơi, điều đầu tiên chúng con cầu nguyện, xin Chúa cho anh em chúng con tại đây nhận biết rằng chúng con đã từng hứa với Ngài một điều gì từ khi mới gặp Ngài cho tới bây giờ mà chúng con chưa thực hiện được. Hãy giúp mỗi chúng con thực hiện được điều hứa nguyện đó. Hãy nhắc nhở chúng con biết điều gì chúng con đã quên và điều gì chúng con nhớ nhưng chưa làm được. Hãy giúp chúng con, thêm sức cho chúng con. Điều thứ hai chúng con cầu xin Chúa, hãy cho chúng con nhìn vào nhu cầu của Ngài và cũng nhìn vào nhu cầu của mỗi chúng con để chúng con dâng hiến bởi đức tin bằng sự hứa nguyện. Chúng con học tập tấm gương của David, học tập tấm gương của Jacob, học tập tấm gương của bà Anne, học tập tấm gương của Jonah. Chúng con muốn cuộc sống chúng con được thịnh vượng. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.